các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh VN Tin Tức. Hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Trên đất liền, đêm ngày 5 tháng 11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 đến 3, vùng ven biển cấp 3 đến 4. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 đến 21 độ C. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, đêm ngày 5 tháng 11 ngày 6 tháng 11, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến 7, giật cấp 8 đến 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét. Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa lớn diện rộng và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước đêm mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 11 năm 2024. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3, phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời nhiều mây, phía Bắc, Đà Nẵng đến Khánh Hòa, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 đến 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Phía Nam có nơi trên 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ C. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết ngày 6 tháng 11 năm 2024 cho các tỉnh, thành phố trên cả nước.